Xin chào tất cả các bạn, hôm nay hàng của bên shop lại về nhá. Thì hôm nay gồm có những hạt giống sau ạ: thược, dược, mít màu một gói này 100 hạt. Hàng này hàng đóng gói các bác nhé. Đó, từ dược này này, thược dược đơn, hướng dương đỏ một gói 30 hạt, hàng đóng gói. Hoa lavender hay còn gọi là hoa oải hương, một gói 200 hạt ạ. Đó, hàng đóng gói. Sâm Hàn Quốc cũng hàng đóng gói, một gói 10 hạt. Hoa dạ yến thảo một gói được mấy nghìn hạt ạ. Đó. Dưa lê ngọt hàng chung một gói được hơn 100 hạt. Dưa bở hàng Thái một gói được 120 hạt. Dưa hấu ruột đỏ F1 hàng Thái một gói 45 hạt. Dưa lưới ruột cam hàng Mỹ đóng gói một gói 45-50 hạt. Đậu đũa tím hàng hai mũi tên đỏ hàng Thái Lan một gói được 40 hạt. Dưa chuột nếp của hàng Thái Lan một gói 60 hạt. Hẹ, hạt hẹ một gói 280 hạt, hàng 3 chữ A nhé các bác nhé. Tàu pháo trắng hàng Thái Lan một gói 2 gram. Cải hoa hồng hàng Trung, ngô tím hàng Thái. Đó, hôm nay bên shop về những loại hạt giống như vậy các bác nhé. Hoa có, quả có, rau có,